Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như cái tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 5 chai nước hoa mà các bạn chỉ cần sở hữu nó thì các bạn có thể đảm bảo được cái vấn đề là từ việc đi làm hàng ngày, đi chơi, đi hẹn hò nó cũng rất là ok. Các bạn chỉ cần cân nhắc là mùi hương đấy nó có phù hợp với cái phong cách và cái nhiệt độ, khí hậu, thời tiết trong cái thời điểm mà bạn sử dụng hay không thôi. Còn với cá nhân mình thì mình luôn luôn nói với các bạn rằng là không có một chai nước hoa nào có thể đa dụng được tất cả nhiều dịp, nghĩa là nó có thể làm tốt tất cả các dịp được cả. Tại vì nước hoa thực sự là nó làm theo cái cảm hứng của người sáng tạo, cũng như là nó sẽ đảm bảo tốt ở trong một cái môi trường, trong một cái điều kiện nào đó. Còn nếu mà để trong nhiều dịp khác nhau thì mình nghĩ rằng là đấy là điều rất khó mà có thể đáp ứng được. Nhưng nếu như bạn đang muốn tìm một chai nước hoa ở cái phân khúc giá rẻ mà nó có thể đảm bảo được việc đi chơi, đi làm như mình vừa nói ở trên, thì đây chính là video dành cho các bạn. Chắc cùng nhau bắt đầu nhá. Có lẽ mình sẽ không đi sâu vào quá là nhiều về phần mùi hương. Mình sẽ chỉ đi sâu về cái phong cách cũng như là về cái nhiệt độ khuyên dùng của từng chai nước hoa. Và ở vị trí đầu tiên là một chai nước hoa mà mình đã từng review, đó chính là Pirelli America. Chai nước hoa này thì cũng đã có một cái video review để các bạn có thể xem cụ thể, để các bạn có thể xem cái đường link nó sắp sửa hiện đâu đó ở trên hai phần góc màn hình này. Thì đây là một cái mùi hương của dứa, và các bạn thấy là cái nét dứa ở đây nó cũng có phần hơi hơi giống với những chai nước hoa làm giống với Quýt Aventus, nhưng mà chỉ đây là cái mùi dứa ấm cùng với vani. Và chai nước hoa này nó xuất hiện ở trong cái lít nước hoa văn phòng dành cho những bạn trẻ năng động. Vì thế nếu như bạn đang tìm cho mình một cái mùi hương đảm bảo được là các bạn đi làm, các bạn đi hẹn hò, đi chơi, thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là an toàn, có cái vai mùi dứa và dry down lên được một cái nét ngọt ấm. Nên là với mình thì 5 chai nước hoa mình lựa chọn đây thì đa phần gần như là 4 chai đều là những cái chai sẽ có một cái tông mùi gọi là citrus mở đầu, trái cây, và về sau nó sẽ ngọt và có xu hướng mùi nó tối tối dần dần. Vì thế nên nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố là các bạn có thể vừa đi làm vừa đi chơi. Và quan trọng là mùi hương này là một cái mùi hương rất là trẻ trung và năng động. Các bạn có thể xem qua cái video quảng cáo về chai Pirelli America này. Đó là một cặp đôi nam nữ mặc một cái áo khoác cái màu xanh và màu đỏ giống y hệt cái phần của chai, với một cái thân hình của tuổi trẻ rất là body, rất là sexy, rất là nóng bỏng, và cũng có một cái sự cá tính. Thứ ba, mùi hương này cũng có phần unisex nhá. Và cái thứ hai là các bạn trẻ ở các nước như kiểu Mỹ, Anh, ở khoảng tầm 18, 19 là các bạn bắt đầu đi học đại học này, xong các bạn có thể có một cái vai mùi nó ngọt, nó nhiều năng lượng, trẻ trung, năng động. Và em này là một trong những cái mùi hương mà mình cảm thấy là rất là phù hợp với các bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn trẻ nó có phần hơi fashion một tí, nó có phần hơi kiểu nhiều năng lượng, hoạt động những cái bộ môn như kiểu hip hop, như kiểu là những cái thể thao như bóng rổ, những cái thứ. Thì đây là một trong những chai nước hoa các bạn có thể tham khảo, sử dụng tốt, giá rẻ mà lưu mùi cũng khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, đảm bảo cái yếu tố là các bạn đi làm, đi chơi và đi hẹn hò rất là ok. Cái tên ở vị trí tiếp theo đó là Spy Bomb của nhà Victor & Rob. Với mùi hương này thì mình sẽ nhấn mạnh về cái phong cách hơn. Có rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, nên lựa chọn Spy Bomb của Victor & Rob hay là phiên bản Spy Bomb Extreme? Tại vì em thấy là phiên bản Extreme thì mọi người đánh giá cao hơn. Nhưng mà với cá nhân mình, phiên bản Extreme của nhà Victor & Rob này trong cái line Spy Bomb, nó đã mất đi được cái nét bụi bặm, được cái đúng cái tên Spy Bomb là một quả bom gia vị. Thế là đối với mình, phiên bản Extreme mình không đánh giá cao lắm trên cái góc nhìn của mình. Là với những bạn nào theo cái phong cách bụi bặm, các bạn có thể là gia đình có điều kiện một xíu, các bạn mặc những chiếc áo da vào những ngày mùa đông, hoặc là nếu như mà những ngày trời nó mát mẻ một xíu sau những cái trận mưa và mùa hè, các bạn mặc một chiếc quần jean đen, các bạn đi những đôi Dr. Martin hay là những cái đôi gệt, xong rồi các bạn mặc những chiếc áo phông basic trơn và body các bạn kiểu nó cũng hơi kiểu tập gym thể thao một tí, xong rồi tóc có thể buộc dài, buộc ngược về sau, thì mình nói thật, các bạn xịt Victor & Rob Spy Bomb là một cái lựa chọn cực kỳ là hợp lý luôn. Mình thề nếu như mình để được tóc dài và mình theo cái kiểu phong cách như vậy, tại vì thực ra mình cũng tập gym, mình rất thích ăn mặc basic những cái tông màu đen, chỉ là chưa có tiền mua phân khối lớn và tóc mình chưa đủ dài để có thể buộc thôi. Còn nếu như mà được theo cái kiểu style như vậy thì em này là một cái lựa chọn quá tốt ở trong tầm giá. Trên thị trường nó loanh quanh khoảng tầm dưới 2 triệu đồng là các bạn có thể mua được một chai như này. Và đây là một cái mùi, lúc đầu mở đầu là một cái mùi gia vị cay tối,
rất là bụi bặm, rất là nam tính, và cái mùi hương của nó các bạn nhận thấy là cái mùi thơm của thuốc lá lên rất là rõ. Về sau thì nó có một cái bay mùi hơi ngọt một xíu, nhưng cá nhân mình đây vẫn là một cái tổng hòa cái mùi gia vị cực kỳ nam tính. Ông nào có cái nét kiểu bụi bặm, thích kiểu đi phân khối lớn, đi phượt vào những cái kiểu lên những cái vùng như ở Tam Đảo ấy thứ, thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ ổn. Chai nước hoa này thì nó lưu được cũng khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Có thể nói rằng là nếu như mà xét một chai nước hoa có cái vai mùi gia vị cay nồng thì em này có vẻ lưu hơi kém, nhưng mà với thế là độ tỏa hương nó cũng tầm hơn nửa cánh tay. Đây cũng là một chai nước hoa mà mình gần như là những chai đời đầu mà mình được thử qua của nhà Victor & Rob Spy Bomb. Thì đây là một chai mà mình cảm thấy rằng là nó rất là nam tính và bụi bặm. Ông nào mà theo đuổi cái phong cách như vậy thì ông quất ngay cho tôi. Em này thì nó sẽ sử dụng tốt ở cái nhiệt độ chắc là khoảng tầm từ 32 độ đến 30 độ quay đầu, đến tầm 20 độ của ông xịt thì phải gọi là best choice luôn, đỉnh theo cái phong cách bụi bặm cool ngầu. Cái tên ở vị trí tiếp theo đó là Halloween Man X. Có thể các bạn sẽ hơi bất ngờ, tại vì mình tin rằng là có khá là nhiều bạn xem những cái buổi livestream của mình, và khi các bạn hỏi về chai nước hoa này thì mình nói rằng là mùi nó khá là chung chung, nó không có gì quá đặc biệt. Thì đó là sự thật về mùi hương này. Nhưng em này nó có một cái nét ăn tiền mà mình muốn cho vào đây để mình có thể nói với các bạn. Thứ nhất đó là mùi hương này mới mở đầu là một cái mùi caramel có nét the the, cay cay, khá là tươi, xong rồi bùi bùi một tí, rất quen thuộc. Nó xuất hiện ở rất rất nhiều chai nước hoa như kiểu Lanvin de Nôm có caramel này, rồi những cái chai như kiểu Duck của The Wood Collection, hay là những cái vai cơ bản có cái caramel thì các bạn sẽ ngửi rằng là nó khá giống chai nước hoa này. Thực sự với mở đầu ấy thì mình không hề ấn tượng một tí nào, tại vì đây là một cái vai quá quen rồi. Caramel, vanilla, đậu tonka là một cái combo cực kỳ quen thuộc. Nhưng mùi hương này sau khoảng tầm nửa tiếng xịt thì các bạn nhận thấy một cái nét cực kỳ đặc biệt, đó là mùi của cà phê. Vâng, chính xác, đây là mùi của cà phê. Mọi người có thể nghe tới chai Follow Kerosene mà là một cái mùi cà phê mà mình đánh giá rất là hay, thậm chí là top những mùi cà phê ở trên thế giới. Nhưng ở đây thì nó cũng lên được cà phê. Cà phê ở đây nó là mùi như kiểu những cái ly cappuccino vậy, hay là các bạn ngửi những cái hạt cà phê ấy. Nó chỉ đơn thuần là có một hai hạt thôi, tại vì cái mùi cà phê nó không quá là đậm, nhưng mà các bạn nhận thấy cái mùi hơi kiểu đặc trưng của cà phê và nó có phần hơi khói nhẹ một tí. Và cái nét hương này nó làm cho mùi hương nó trở nên đặc biệt hơn so với những chai nước hoa có cùng cái vai sử dụng những cái nốt nguyên liệu như thế này, ở caramel rồi đậu tonka các thứ. Mình thấy rằng là đây là một cái mà mình rất bất ngờ, mà mình ngửi thấy đấy được sau đến hôm thứ tư mình xịt thì mình nhận thấy được điều đấy. Tại vì mấy hôm đầu mình xịt thì mình cũng không quá là để ý, nhưng mà cái nốt hương cà phê này các bạn có một điều cần cân nhắc là nó chỉ tồn tại được khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi ở trên da, nên là nó khi mà dry down ấy, nó lại về một cái tông mùi ngọt kiểu vani, đậu tonka nồng ấm. Và cái vai này thì nó lại rất là quốc dân. Đây là cái lý do mà mình cũng rất là lăn tăn là không biết có nên cho vào không. Nhưng mình nghĩ rằng là nếu như ở cái phân khúc cùng tầm giá với Halloween Man X, với cái vai mùi kiểu aromatic, kiểu ngọt, xong rồi đậu tonka cái thứ ấm, thì các bạn có thể tham khảo thử Halloween Man X để có thể có một cái trải nghiệm về một cái nốt mùi cà phê. Có thể biết đâu một phần nào đó trong cái lúc chuyển biến mùi hương, hoặc là da các bạn tốt, cái nét cà phê được kéo dài lâu hơn, thì các bạn sẽ đặc biệt hơn so với những chai nước hoa cùng phân khúc với nó. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dành cho những bạn đã ra đi làm rồi. Tại vì mình thấy là về cái vai mùi của nó ấy, so với hai cái mùi hương kia, một cái mùi bụi bặm còn một cái mùi năng động, thì em này lại có phần chỉn chu hơn, lại có phần lịch thiệp hơn. Nó có thể phù hợp để các bạn đã đi làm văn phòng rồi, các bạn cần một mùi hương để có thể là theo cái style ăn mặc sơ mi quần Âu, hay là kiểu sơ mi với áo polo, các bạn đi làm ban ngày các bạn xịt được, mà đến tối các bạn cũng có thể xịt để đi hẹn hò được. Thì đây là một chai nước hoa như vậy. Và cái điều cần lưu ý với chai nước hoa này là chai nước hoa này nó chỉ lưu được khoảng tầm 6 tiếng ở trên da thôi, hơn 6 tiếng một xíu. Còn độ tỏa hương của nó thì đến khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì nó bắt đầu khá là mỏng rồi, và nó chỉ thành một lớp skin scent thôi. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ rằng Halloween Method vẫn là một trong những cái lựa chọn khá là hay ho, tại vì cái nốt hương cà phê nó xuất hiện được. Mình thấy rằng là không có quá nhiều những chai nước hoa ở cùng phân khúc với nó có được cái nét cà phê lên được như thế này. Các bạn có thể thử tham khảo qua nhé, giá cũng khá rẻ mà. Lựa chọn tiếp theo của mình đó là Jun Vavatot phiên bản XX ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên này là có chai
thì ở biểu hiện Zoom Zapato phiên bản X. Thì chai này là chai nước hoa mới được ra mắt, và thực sự thì mình chưa có quá nhiều trải nghiệm về em này, nhưng mà có một cái điều mình ấn tượng về em này đó là mùi của nó lưu rất tốt ở trên da. Nó là một cái tông mùi mùa hè, và thực sự thì nó cũng khá là phù hợp với cái vai của mình, tại vì đây là một cái mùi không dành cho người trẻ. Nếu như bạn nam nào còn ở khoảng tầm độ tuổi từ 27, 28 tuổi đổ ra mà các bạn chưa có người yêu, hay là các bạn chưa có ý định là hợp gia đình, các bạn đang tìm cho mình một cái vai nó thể hiện được một cái sự gọi là từng trải, và đặc biệt là nó có một cái nốt hương, đó là nốt hương vetiver ở trong này. Vetiver như mình nói là mang lại một cái sự cổ điển, một cái sự sang trọng cho những cái chai nước hoa ở những cái phân khúc như kiểu là TRMS hay là Tom Ford Grey Vetiver, hay là những cái tông mùi của nhà Guerlain. Và cái mùi hương này thì với mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà có một cái kiểu xây dựng cái hình ảnh kiểu tin cậy, kiểu là một cái bờ vai vững chãi cho những người phụ nữ ít tuổi hơn muốn tìm đến. Và mùi hương này thì khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn đã nhận thấy rằng là nó có liên quan đến chai nước hoa Tom Ford Grey Vetiver. Nhưng có một cái điều khác biệt ở đây, đó là Tom Ford Grey Vetiver khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn thấy là mùi của nó khá là juicy. Nhưng em này thì nó lại có cái phần nhiều citrus hơn, mùi nó sẽ có phần sáng và tươi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là nó có thêm một cái nốt hương, đó là mùi của ngải đắng. Ngải đắng thì là một trong những thành phần để làm ra rượu absinthe. Và cái nét của ngải đắng ở đây ấy, nó chỉ tạo lên thêm một cái phần hơi thảo mộc và cay cay. Nó bổ sung cho cái nét của vetiver ở đây trở nên cực kỳ là nam tính. Thực sự là nếu như mà để mà nói tất cả những cái mùi hương mình vừa review ấy, thì chỉ đơn giản là một chàng trai. Có thể là một chàng trai, nhưng mà ở đây thực sự đây là một cái người đàn ông rất là sang trọng. Nó có một cái nét rất là cổ điển, và đúng thật là nó mang tới hình ảnh của một người đàn ông vững chãi. Kiểu các bạn sẽ, các bạn nào mà nữ nào hay là các bạn nam nào mà các bạn nhìn thấy những người kiểu người anh của mình ấy, những cái người mà tầm gần 30 tuổi mà các bạn nhìn thấy nó có một cái độ tin cậy, hay là kiểu như mình chẳng hạn ấy. Như mình ấy, mình kiểu nói về nước hoa thì các bạn có vẻ thấy rằng là mình nói khá là tin cậy so với những người trẻ review hơn. Thì đây là cái cảm giác mà con Zoom Vapato XX này mang tới. Mùi nó cũng có cái xu hướng là tuy là không quá sáng, nhưng mà khi mà ngửi nó cảm giác nó có phần hơi buồn, nó có phần hơi nội tâm một tí. Nên là nếu như bạn cân nhắc về việc xịt mùi hương này, thì thứ nhất là mình nghĩ là bạn đi làm ở môi trường văn phòng, bạn sẽ là không phải là một người thích có những cái mùi nó tỏa quá là khủng khiếp, nó gây được chú ý, mà đơn giản là đây sẽ là mùi mà chỉ mình bạn có. Và cái thứ hai là nếu như bạn sử dụng mùi hương này đi hẹn hò, thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn là bạn nam thì bạn cũng phải lựa chọn về cái đối tượng mà bạn tiếp xúc phải là những bạn nữ phải từng trải một tí. Mình nghĩ là tầm từ 25 tuổi thì người ta mới có đủ chiều sâu để thích những cái mùi hương vetiver, rồi những cái mùi hương để làm những cái mùi kiểu đắng khô, kiểu đúng kiểu một người đàn ông nam tính, xong rồi có phần kiểu từng trải như thế này. Phải nói rằng đây là một cái mùi hương mình thấy rằng là rất là từng trải để các bạn có thể xịt được. Em này ấy, so nó với con rớt sắc vetiver ấy, thì mình thấy là nếu mà để xài cả hai chai thì cả hai chai đều rất là phù hợp. Nhưng mà mình hy vọng là mình mang tới Zoom Vapato XX cho các bạn, tại vì trong này nó có một cái nốt hương mà mình khá là thích, đó là ngải đắng làm ra rượu absinthe. Là mình muốn các bạn thử trải nghiệm mùi hương này. Nếu như các bạn là một cái người thích cái vai kiểu trưởng thành hơi trầm một tí, thì các bạn có thể mua chiếc thử và các bạn quay ở đây các bạn feedback lại cho mình. Mình rất muốn nghe cái cảm nhận của các bạn về chai hoa, tại vì thực sự là nếu mà để mà mình có một cái cụm từ nào review ấy, thì mình nghĩ là mình chưa thể đưa ra những cụm từ chính xác khi mà review về em này. Nhưng mà về cái phong cách thì mình nghĩ là mình định hình rõ được cái phong cách. Đặc biệt là mình khá là tự tin về nhà này, tại vì nhà này thì có vẻ không có fake. Tại vì những bọn fake ấy, nó ngồi nó đan những cái này nó chết mệt luôn, xong rồi lại còn sơn những cái màu như này nữa thì trông rất là mệt. Nhưng mà về thiết kế, các bạn có kho khoảng tầm 3-4 chai của nhà Zoom Vapato, các bạn bày trông rất là đẹp luôn, trông cũng khá là sang. Cả tủ nhà ông nào mà lại còn kiểu nội thất kiểu mây tre nữa thì rất là hợp lý. Và cái mùi hương này thì nó lưu ở trên da mình trung bình nhẹ nhàng nhá.
mình đánh giá đây là vẫn là một cái tông mùi xì chút với hoodie thì nó có thể xài được lưu khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, thậm chí là nhiều hơn, chắc chắn đấy các bạn là nhiều hơn, nhưng mà nói tầm 6 tiếng thôi để kiểu giảm đi. Nếu như các bạn mua các bạn cảm giác là da các bạn kém nó không được 6 tiếng thì không được 6 7 tiếng thì nó cũng phải được tầm gần tầm đấy, nhưng mình nghĩ là nó phải được hơn như vậy. Và mùi hương này nó tỏa khá là tốt, trung bình tầm nửa cánh tay, và nếu như các bạn nóng lên thì các bạn thấy là mùi nó xuất hiện càng rõ rệt hơn. Và em này thì xài được mùa hè rất là hợp lý, đi chơi ban ngày hay đi làm việc thì em này đều đảm bảo được cái yếu tố đó. Và cái tên cuối cùng ở trong này mình cũng rất là cân nhắc, đó là YSL YEDP hay là chai Duck của The Wood Collection. Em này thì mới review thôi, nhưng mà mình thực sự mình rất là phân vân, tại vì con YSL YEDP thì nó thực sự là một chai nước hoa rất là đa dụng rồi, từ việc đi làm đi chơi đến cái việc là nó đã được minh chứng trong chai nước hoa được chị em rất là thích trong một vài video đi phỏng vấn của mình và cả trên thế giới. Nhưng mà con đấy thì nó lại có một cái phần là giá nó hơi cao. Tất cả những em ở đây thì trung bình cầm 2 củ quay đầu. Em này cũng như vậy, nhưng mà con YDL YDP kia nó phải hơn rất là nhiều. Nên là mình rất là lăn tăn, nên là thôi mình sẽ cho em này vào. À, em này thì có video review rồi, các bạn có thể xem ở phần phía trên. Và thực sự thì về cái phong cách của em này thì mình nghĩ rằng là có lẽ nó sẽ ở khoảng giữa của, có nghĩa là nó sẽ lớn hơn Pirelli America, nhưng mà nó lại ở cái khoảng kiểu một anh chàng không chỉ an toàn về cái phần là quần âu sơ mi, mà anh chàng ở đây có thể là kiểu biết nhiều cái thú chơi hơn. Tại vì mùi hương ở đây đó là mùi của táo, và về sau nó có một cái nét ngọt rất là nịnh mũi, nó có phần giống với chai Perfume of the Merlin Layton, một cái mùi hương mình nghĩ là dành cho những cái bạn nam nào chắc là khoảng tầm từ 23 cho đến tầm 27, 28 tuổi, các bạn chưa lập gia đình, các bạn còn đang mải mê với những cuộc chơi, với những cuộc hẹn hò, các bạn biết là cách làm đẹp cho bản thân rồi, các bạn biết kiểu gây ấn tượng để có thể thu hút, làm sao có thể tăng được cái bảng xếp hạng kiểu cưa gái trong mấy thằng bạn thân chơi với nhau, thì đây là một cái mùi hương như thế. Em này chắc chắn là tôi mùa đông tôi sẽ đi quay phỏng vấn cho các ông về cảm nhận của các bạn nữ về cái mùi hương của Duck The Wood Collection này. Nhưng mà không cần phải nói quá nhiều, đây là một cái mùi hương quá ngon rồi, bám tỏa tốt này. Thực sự nếu con này, nếu mà để cho mình so với Eros hay là với Libel hay là Uchamel ấy, thì mình nghĩ là con này nó có thể đập chết hết mấy con kia. Đấy, còn với so với Mod Wanted, một chai nước hoa mình đã có video phỏng vấn với Uchamel, thì mình nghĩ là cũng ngang kèo. Nhưng mà cái mùi trái cây ở đây ấy, cái mùi táo ở đây ấy, nó có phần nịnh hơn. Có thể là mở đầu em này có thậm chí là có thể ăn được cả Mod Wanted của nhà Azaro. Nào các bạn có thể thử qua em này vào những ngày trời nó mát mẻ một xíu. Có nghĩa là em này có thể xịt đi làm ở trong cái môi trường, có nghĩa là các bạn ăn mặc nó nhiều người trẻ với nhau, các bạn có thể thoải mái về nhiều cách ăn mặc, có thể nó hơi fashion, nó hơi thời trang một tí, ok. Và cái thứ hai là đi hẹn hò buổi tối trong bar club thì mùi hương này cũng là một cái mùi hương đảm bảo cái yếu tố là lưu tốt, tỏa tốt. Một trong những chai nước hoa mà mình nói thật là không muốn review lắm, tại vì mình không muốn mọi người biết tới. Nhưng mà thôi, cứ chia sẻ với các bạn, tại vì có thiệt thòi gì đâu, tại vì các bạn cũng sẽ luôn luôn ủng hộ mình và share cái video này cho mình, đúng không? Và nếu như ông nào đã dùng qua những cái mùi hương này rồi thì ông có thể cảm nhận ở phía dưới. Nếu như các ông bỏ một cái số tiền khoảng tầm lanh quanh tầm 2 triệu đồng ra để mua một mùi hương sử dụng được với đúng cái phong cách của các ông từ việc đi làm đi chơi, thì ông sẽ lựa chọn cái nào? Hãy bình luận ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!